ơ mở từ hả? Bà cụ này khá là già rồi các bác ạ. Không biết là bà toàn sống ở chỗ hang đá ngoài kia. Ơ mở từ ly à? Ơ mở chị hả? Bà thả lắm không bà? Hả? Ơ là bà bà thả lắm không? Bà có biết nói tiếng Mông không? Hả? Chú Phình phát tiếng ấy nào, tiếng Trung nào? Hả? Chú Phình phát... Thử phát tiếng Trung xem mà bà có nói được không? Hả? Bà là Mông bao bò. Em ơi, lấy lon nước cho bà. Ở chỗ cửa xe nhé. Lấy lon nước đấy. Cho bà lon nước. Trời rất là nắng cho bà khát nước rồi. Bây giờ đây bò. Mấy phút đây bố con. Bố là. Mua là hào. Bố là hò. À, em ơi, thật để bà khát mở tí nữa về lại. Tí là đổ hết. Khi hào hò. À thôi em, tôi đưa bà tí nó sợ là bà lại làm đổ hết đấy. Mình đưa cho bà thế là bà về nhà bà khắc uống được. Bà này thì là các bác ạ, thì bà sống ở ngoài kia, ở chỗ cái hang ngoài kia. Lúc nãy là Mỹ Linh đi qua đây thì định vào nói chuyện với bà. Nhưng mà bà đi bộ ra đây rồi. Bà hiện tại đang sống ở chỗ một vách đá rất là sâu. Bà sống ở trong kia các bác ạ. Rất là thương bà. Ơ mơ chị ơi. Ơ một tí. Ơ lỏ mơ ăn thơ xong là. Hả? Mơ ăn thơ xong là. Chú Kinh thử phát ra tiếng Trung là xem bà nói được không. Hả? Thử phát tiếng Trung với bà nào. Hả? Ơ mơ ăn thơ xong là. Ơ mơ ăn thơ xong là. Ơ mơ ăn thơ xong là. Ơ mơ ăn. Bà nói chỉ gì trên núi. À, bà chỉ gì trên núi. Bà đi trên đất thôi các bác ạ. Lúc thì mọi người bảo bà người Hoa lập từ Trung Quốc sang đây rất là lâu rồi. Có người thì bảo là bà là người Mông. Nhưng mà lại bà không rõ nguồn gốc là bà ở đâu về. Em mà lấy lon nước cho bà xem bà là uống không? Hả mua phết đấy hào bò. Đưa bà xem bà cầm không? Đấy, đúng rồi, đưa cho bà lon nước. Trời rất là nắng. Mùa hào đấy hò. Đấy, bà rất là thương bà. Bà cụ này chắc là trên 80 tuổi rồi các bác ạ. À, biết mở đấy. Đây, biết mở đấy. Cầm nắp kiểu đấy là biết mở rồi. Bà toàn đi chân đất thôi các bác. Bà sống ở ngoài kia, chỗ cái hang ngoài kia. Lúc đấy là mình đi qua thì cũng đi vào thăm bà, nhưng mà bà lại đi bộ ra đây rất là xa đây rồi. Không biết là bà đi đâu đây. Thế mọi người ở đấy thì mình cũng có hỏi, thì mọi người đi bảo không rõ bà này ở đâu về đấy. Người thì bảo Trung Quốc lạc sang, người thì bảo người Việt Nam. Nhưng mà hiện tại không biết bà đi đâu các bác ạ. Đấy, bà cứ đi lang thang này thôi đấy. Không biết bà có cái gì ăn uống không nữa.